chào đón cô, bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Thịt thỏ là một trong những món ăn mà những bà nội trợ cũng ưa thích lựa chọn cho bữa ăn gia đình nhà mình bởi vì nó lạ miệng và có giá trị về dinh dưỡng cao. Thịt thỏ cũng có rất nhiều cách chế biến khác nhau và hôm nay Huyền Trâm sẽ chia sẻ tới mọi người một món ăn, đó là món cà ri thịt thỏ rừng. Nguyên liệu mình sẽ dùng cho món thịt thỏ cà ri này đó là 1,5kg thịt thỏ rừng, 1kg khoai tây đỏ, 1 củ tỏi, 2 gói bột cà ri, 1 nhánh gừng, hạt tiêu, hạt nêm, lá nguyệt quế. Và bây giờ, Huyền Trâm mời mọi người cùng bắt tay làm với mình nhé. Tỏi và gừng mình cũng băm nhỏ, xay nhỏ. Tây mình rửa sạch và cắt khoảng 3cm là để cả vỏ. Thịt thỏ sau khi mình sẽ rửa sạch, lau thật khô và sẽ chặt từng miếng vừa ăn. Móc một cái chảo lên trên bếp, mình cho vào đấy khoảng 5 thìa canh dầu ăn, cho vào dầu là một chút gừng băm nhỏ. Sau khi gừng đã vàng thơm, mình sẽ cho thịt thỏ vào và xào đảo thật thơm. Sau khi thịt thỏ đã được xào phi thơm rồi, mình sẽ bắt đầu ướp thịt thỏ. Mình sẽ cho vào đây là 2 gói bột cà ri. Thìa canh bột hành. Hai thìa canh hạt nêm. Một củ tỏi đã băm nhỏ. Một nhánh gừng băm nhỏ. Một thìa canh muối. 2 thìa canh nước tương nhạt, 1 thìa canh đường. Sau đó mình sẽ hòa trộn đều để cho phần thịt thỏ được thấm đều các gia vị. Và mình sẽ để ướp thịt trong khoảng 30 phút. Phần chỗ dầu lúc nãy còn lại, mình sẽ chiên phần khoai tây lên. Khi thịt thỏ đã ướp được khoảng 30 phút, mình sẽ cho bơ và tỏi thái lát vào, phi thật thơm và sau đó mình sẽ xào phần thịt đã ướp. Khi phần thịt thỏ đã được chiên sơ thật thơm, mình sẽ đổ thịt thỏ ra một cái nồi và cho vào đó xâm xấp nước. Mình thả vào 3 đến 4 lá nguyệt quế và mình sẽ hầm thịt thỏ này trong khoảng 1 tiếng. Sau khi phần thịt thỏ đã được hầm khoảng 40 phút, mình sẽ mở ra và cho phần khoai tây đã chiên vào. Mình sẽ hầm tiếp trong khoảng 15-20 phút nữa và mọi người sẽ kiểm tra xem phần thịt thỏ của mình đã đủ mềm chưa. Cùng để tạo thêm độ màu đẹp cho phần cà ri, mình sẽ cho vào đây khoảng 4-5 thìa canh cà chua tươi đóng hộp. Khuấy thật đều lên. Và đây là bước cuối cùng để mình hoàn thành cho món cà ri thỏ. Thật là thơm ngon, nước cà ri béo ngậy, thịt thỏ mềm, hòa quyện với khoai tây bùi bùi. Và món cà ri này cũng thật là đơn giản phải không mọi người? Mình có thể ăn kèm với bánh mì hoặc với cơm trắng. Vậy là cũng đơn giản để hoàn thành món cà ri thỏ này phải không mọi người? Trâm xin chúc mọi người cùng thành công với món cà ri thỏ thơm ngon và bổ dưỡng này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và đừng quên bấm like, đăng ký để đón nhận những món ăn mới hàng tuần của mình nhé.